là tình đồ, tình đồ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, thở vào hoa nở, thở ra chúng lay. Tâm không ràng buồn, tiêu dao tháng ngày. Đây là tình đồ, tình đồ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Hôm là lá Ngài Di Đà Phật, thì hôm nay cũng ngày Chủ Nhật buổi sáng, thì chúng ta đã tổ chức lễ Vu Lan. Và buổi chiều này thì chúng ta sinh hoạt đạo tràng. Thì trong sinh hoạt đạo tràng này á, thì chúng ta chia làm hai vấn đề. Vấn đề một là sinh hoạt giáo lý về tịnh độ. Vấn đề hai là mình vấn đáp. Tịnh độ chúng ta đó thì họp ba căn cơ. Hôm nay thầy sẽ phân tích về ba căn tịnh độ. Tức là tịnh độ chúng ta là một pháp môn thù thắng, dễ tu. Vì là dễ tu nên là tất cả mọi tầng lớp đều tu được hết. Gọi là tu trong mọi thời lúc. Bất cứ giờ lúc nào ta niệm Phật cũng được. Và bất cứ ở đâu mình niệm Phật vẫn được. Và trình độ căn cơ nào mình niệm Phật vẫn được. Và pháp môn này là dễ thành công, vì ta chỉnh được. Hôm nay thầy sẽ phân tích về ba căn cơ, là căn cơ bậc hạ, căn cơ bậc trung và căn cơ bậc thượng. Căn cơ bậc hạ gọi là nhân gian tịnh độ. Mà tịnh độ này là chúng ta lòn lõi hết vào đời sống quần chúng, lèn lõi hết vào đời sống gia đình của mình. Và tất cả người dù xuất gia, dù tại gia đều tu được hết. Thì còn gọi là nhân gian tịnh độ. Mà nhân gian tịnh độ thì chúng ta bước vào cánh cửa tịnh độ bằng lòng tin. Thì lòng tin thì ta phải vịnh năm cái có. Chúng ta phải vịnh, tức là nhân gian tịnh độ là ta dùng cái tâm phàm để niệm Phật. Mà phần đông mình đây là tâm phàm. Mà tâm phàm là gì? Là tâm còn vướng vào cái ngưỡng cửa nhị biên. Mà ngưỡng cửa gì? Nhị biên là gì? Là có và không. Vì là ở cái ngưỡng cửa dị biên nên chúng ta phải nương vào năm cái có để tu. Mà năm cái có đó đó là có Đức Phật Di Đà, có thế giới cực lạc, có bản nguyện Di Đà, có đức, có lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và có cái pháp tu tịnh độ trì danh niệm Phật. Mà nương vô cái có thì ta vịnh nó dễ. Thí dụ đây là năm cái có của tịnh độ. Đây là cái tâm của mình. Cái tay của thầy dụ như cái tâm. Còn cái này là dụ cho là năm cái có của tịnh độ. Và cái tâm này chúng ta vịnh vô đây, nắm cứng vô cái này để chúng ta tu.
Bình thường cái tâm ta dịnh vô đâu quý vị biết không? Bình thường cái tâm ta dịnh vô cái nghiệp, dịnh vô cái cố chấp phiền não. Và nếu ta dịnh vô đó thì tâm ta có yên không? Mà thường thường chúng ta ngủ dậy là cái tâm ta dịnh vô cái đó. Thành ra pháp môn tịnh độ là gì? Pháp môn tịnh độ là nương năm cái có thanh và giải quyết năm cái có trược. Cái có thanh là gì? Cái có thanh là năm cái có không phiền não. Để giải quyết năm cái có phiền não. Mà năm cái có phiền não đó là gì? Đó là ngũ dục, tài sắc danh thực thi. Năm cái có tạo nghiệp phiền não. Thành ra ngủ dậy là nếu quý vị không niệm Phật là quý vị dịnh vào cái có tạo nghiệp phiền não. Cái câu này quý vị thấy rõ không? Như vậy á, ngủ dậy rồi đó mà chúng ta dịnh vô năm cái có tạo nghiệp phiền não thì ta dấn thân sự sống của chúng ta vào cuộc đời. Còn hôm nay ngủ dậy rồi thì mình dịnh vô cái gì? Dịnh năm cái có của tịnh độ. Mà cái có hay nhất là danh hiệu Phật. Chắp tay là đọc theo thầy nè. Ngủ dậy, tâm dịnh vào danh hiệu Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái phiền não nó rụng mất. Thành ra là tịnh độ là chúng ta dịnh vào cái thanh mà giảm bớt cái trược. Tức là ta dịnh vào năm cái thanh của Đức Phật. Thứ nhất là dịnh vào Đức Phật A Di Đà, tin rằng ta chắc chắn là có Phật A Di Đà. Cũng như kinh Di Đà dạy, từ đây trải qua 10 muôn ức cõi Phật độ có một thế giới, thế giới đó là thế giới Cực Lạc. Và nơi đó có Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp. Như vậy là chúng ta phải dịnh vô đây để chúng ta mới an. Ví dụ năm cái có này là một chiếc thuyền để con nương lên đây con qua sông. Mà khi đã con dịnh vào con tu rồi thì con tu được 3 năm rồi. Quý vị có tu niệm Phật mấy năm rồi? Đồng ý không? Có chưa? À có rồi, là đang ở bên sông nha, ở trên sông. Nương danh hiệu Phật làm thuyền qua sông. Nhưng mà đến bà kia chưa? Chưa. Còn đang ở đâu? Đang ở bờ này hay trên sông? Đang ở trên sông, đúng không? Đang ở trên sông mà đục lũng thuyền này bỏ hết hoặc là nhảy xuống sông thì sao? Hả? Thì không ổn rồi. Như vậy chắp tay lại đọc một điều quan trọng của thành giả tịnh độ nè. Chắp tay là đọc: đã nương thuyền qua sông, trụ thuyền vững vàng, không được nhảy xuống sông, không được lũng thuyền, nguy hiểm lắm. Đúng không? Cho đàn vỗ tay đi. Như vậy xin nói rõ nha, như vậy xin nói rõ là hành giả tịnh độ là bắt buộc con đường mới vào đạo của mình là phải dịnh vô năm cái có. Phải dịnh chặt vô năm cái có. Chắp tay đọc ra: người đời chấp có nương có ngũ dục,
để tìm sự sống. Tịnh độ chấp có, nương năm cái có thanh để giải quyết nghiệp, xả bớt nghiệp, tâm nhẹ nhàng, nương thuyền qua sông. La hán chấp không, nương vào không vọng tưởng, nương vào không của cải, nương vào không tự ngã, để tìm an lạc cho mình. Bồ Tát không chấp, nên không dính mắc cuộc đời, lòng thanh thản, chư Phật hoàn toàn, nên chư Phật là Như Lai, thanh tịnh như như bất động. Như vậy là tịnh độ chúng ta chấp cái gì? Chấp có. Mà có cái gì? Có Đức Phật Di Đà. Có Đức Phật Di Đà để con lại chứ. Có bản nguyện Di Đà để con làm mục tiêu đến chứ. Và có lời dạy Đức Phật Thích Ca khuyên con niệm Phật chứ. Và có danh hiệu Phật để con làm thiền bè đi qua sông chứ. Mà khi đã nương vào lên thuyền bè rồi thì phải làm sao đây? Phải làm sao? Chắp tay lại đọc. Tâm không rời Phật hiệu, Phật hiệu không rời tâm, tâm và Phật hiệu hòa quyện chặt chẽ để đạt nhất tâm, để được nhập tâm, để thành tựu bất niệm tự niệm, để thành tựu niệm Phật tam muội, lòng hành giả tịnh độ nhẹ nhàng thư thái. Rõ không? Vì vậy là xin nói lại là ai tu cái chuyện gì thì tu. Nếu là chúng ta là người niệm Phật vãng sanh trong đời này là phải vịnh chặt vào danh hiệu Phật và nhiếp thủ danh hiệu Phật một cách chặt chẽ. Đó là giai đoạn quan trọng. Và giai đoạn một chúng ta bắt đầu là gì? Chúng ta niệm, tức là chúng ta là niệm thì chúng ta đến với tịnh độ bằng lòng tin, là tin vào năm cái có mà con phải nương tựa tu. Xong rồi, xong rồi bắt đầu là con xin nguyện, nguyện vãng sanh, tính nguyện. Mà nguyện vãng sanh là không nguyện bằng cái mồm, mà nguyện bằng cái gì biết không? Chấp ta là nguyện vãng sanh, xin nguyện sống bằng cả trái tim và hành động thật tâm của mình mới gọi được. Tức là khi nguyện vãng sanh thì chúng ta nguyện cả bằng cả cái trái tim của mình, và thể hiện bằng hành động sống thực tế của mình. Rồi tìm hiểu rõ nữa cực lạc hiện tại có đang ở đâu để con đi tới. Cực lạc đang ở đâu? Phật ở đâu? Di Đà ở đâu để con tu? Cái đó mới quan trọng. Cho thầy gợi ý một điều
là khi mà hành giả niệm Phật mà rời cái tâm của Phật hành giả thì đó là ảo tưởng. Tại vì mục tiêu của niệm Phật là nhập tâm, và mục tiêu của niệm Phật là nhất tâm. Thành ra khi niệm Phật mà một câu niệm Phật mà được nhập tâm thì hiệu quả không? Có hiệu quả không? Một câu niệm Phật mà được nhập tâm là có hiệu quả. Một câu niệm Phật mà đạt được nhất tâm có hiệu quả. Một câu niệm Phật mà đạt được sự thuần thục là có hiệu quả, là có an tâm. Như vậy điều quan trọng nhất là những cái có của tịnh độ đều nằm ở trong trong tâm ta, nằm ở tâm hết. Chắp tay đọc nè, quý vị chắp tay đọc: nơi tâm hành giả đầy đủ tứ thánh lục phàm, vì vậy thế giới cực lạc cũng nằm nơi tâm. Phật A Di Đà cũng nằm nơi tâm. Vạn pháp cũng nằm nơi tâm. Vì tâm chân thật của mình rộng lớn trùng khắp, bao hàm cả thum la vạn tượng. Cái tâm mình lớn lắm. Vì cái tâm mình lớn lắm nên cái tâm mình chứa luôn cả thế giới cực lạc ở trong đó luôn. Và cái tâm chân thật của mình là Đức Phật A Di Đà đó. Như vậy đó, cái đầu tiên là tinh năm cái có này nằm ở đâu? Đạo ở lòng mình, Phật ở lòng mình, chân lý ở lòng mình. Hãy trở về lòng mình để tìm Phật nó lòng mình. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tìm chân lý, mà cuối cùng Ngài tìm ở đâu? Ngài tìm ở tâm Ngài. Ngài ngộ đạo ở đâu? Ngài ngộ đạo nó lòng mình. Vì vậy đó, là tất cả hành giả chúng ta đó, đừng tìm giai đoạn một tu của mình là đừng tìm xa vời, mà là trở về với tâm, ngồi trong yên tĩnh quay lại niệm Phật. Thường niệm Phật thì tập trung ngay nơi tâm. Thầy cho quý vị một kinh nghiệm sống. Quý vị có thấy hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát chưa? Ai có thấy Quan Âm chưa? Thấy không? Trên cái đầu Quan Âm á, trên cái đầu Quan Âm có Đức Phật gì? Phật gì? Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà không phải ở ngoài, mà trong cái tâm của Quan Âm Bồ Tát có Phật Di Đà. Vì vậy đó là tất cả hành giả tịnh độ chúng ta muốn vãng sanh đời này thì trong cái đầu của quý vị phải có Đức Phật, hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Vì vậy trong đầu, trong tâm của mình luôn luôn có Phật A Di Đà, vì Đức Phật A Di Đà đang ngự trị trong cái tâm của mình. Mà nếu hàng ngày quý vị thường xuyên niệm Phật mà Đức Phật Di Đà luôn ngự trị trong tâm của quý vị là kiếp này tu hành thành công không? Đồng ý không? Đồng ý không? Vì vậy nếu mà trong cái đầu của con có Phật A Di Đà, mà nếu Phật A Di Đà thì có vô lượng thọ, mà Phật A Di Đà là có vô lượng quang, vô lượng thọ là tâm thanh tịnh, vô lượng quang là tâm sáng suốt và tâm ấm áp. Quý vị niệm Phật làm sao mà trong cái đầu của quý vị lúc nào cũng có danh hiệu Phật? Mà nếu trong cái đầu của quý vị có danh hiệu Phật rồi thì có ấm áp không? Có không? Mà có ấm áp
thì phiền não có không? Mà phiền não không có, thanh tịnh có không? Mà thanh tịnh có rồi, trí huệ có không? Mà thanh tịnh và trí huệ có thì cái đầu có ấm không? Mà nếu giữ cái đầu ấm thì mai mốt chết đi gì đâu. Rõ chưa? Rõ chưa? Bây giờ nè, bây giờ chắp tay lại. Muốn niệm Phật, đời này an lạc, sống an lạc, chết vãng sanh, trong đầu của hành giả tịnh độ phải có Đức Phật Di Đà ngự trị, lòng thanh tịnh, tâm sáng suốt, đầu ấm áp, chết về đâu? Rõ không? Như vậy căn bản là tu cái chỗ này, tu từ cổ lên, đồng ý không? Tu từ cổ lên là nguyện làm sao cái đầu của con lúc nào cũng ấm áp. Mà cái đầu con ấm áp thì trong tâm con phải có Phật A-di-đà. Mà trong tâm con có Phật A-di-đà thì bây giờ là dành lại cho mình từ 5 năm tới 10 năm. Và trong 5 năm tới 10 năm này chúng ta chia từng giai đoạn tu. Giai đoạn 1 là hạ quyết tâm một ngày tu bao nhiêu câu niệm Phật, cho tạo thành cái thói quen công phu. Nếu không có thói quen công phu thì trong đầu có Phật Di Đà được không? Hả? Có không? Đâu có được. Quý vị nhớ rằng hả? Nhớ rằng cái tâm mình không có keo mà dính ghê lắm. Thành ra mà chúng ta không vịnh vào danh hiệu Phật thì chúng ta vịnh vào chuyện thế gian cuộc đời, gọi là nhiễm thói vui đời. Mà nhiễm thói vui đời phiền não nhiều không? Mà phiền não nhiều cái đầu có lạnh ngắt không? Phải không? Mà chết cái đầu lạnh ngắt thì sao? Te tua rồi. Đúng không? Vì vậy á, quý vị muốn tu hành cái hiệu quả, hãy noi gương Quan Âm Bồ Tát. Vì Quan Âm Bồ Tát là thị giả của Phật A Di Đà. Vì vậy trong đầu của ngài lúc nào cũng có là gì? Tôn thờ Phật A Di Đà làm trọng trách quan trọng của đời mình. Đó. Vì vậy thì trên lộ trình tu ta vịnh vào cái đó. Vịnh vào đây. Cái này dễ vịnh ra khó vịnh? Dễ không? Dễ. Chắp tay đọc đi. Trẻ niệm Phật được, già niệm Phật được, bệnh niệm Phật được, gần chết niệm Phật được, con chim niệm Phật được, tầng lúc nào cũng niệm Phật được. Dễ tu lắm rồi. Rõ hơn. Vì vậy là mình chịu niệm Phật là niệm Phật được thôi. Ở bất cứ nơi đâu, tình huống nào vẫn tu được hết. Yêu cầu chúng ta có cái hạ quyết tâm tu. Như vậy mỗi người hành giả chúng ta phải có cái tâm kiên quyết. Chắp tay đọc. Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở nhất tâm.
Nhất tâm không khó, khó ở quyết tâm. Nếu quyết tâm tu, kiện khó nào cũng tu được. Đúng không? Bây giờ phải quyết tâm tu. Thì khi quyết tâm tu thì phải quyết tâm một điều quan trọng nữa. Con quyết tâm danh hiệu Phật A Di Đà lúc nào cũng ngự trị trong đầu con hết. Bằng cách giai đoạn một là tập niệm Phật theo giờ giấc đã định. Một ngày quý vị cho thầy một tiếng, hai tiếng cũng được. Nhưng mà nhớ, làm cho ra làm mà tu cho ra tu. Nhắc nghệ vinh, nhắc nghệ tinh thì nhắc thân, thân vinh. Tu thì hoàn toàn nhắc tâm. Khi đã chịu tu thì vĩnh chặt vô cái gì? Bắt cái tâm vĩnh chặt vô Phật hiệu. Còn nếu đi làm thì bắt cái tâm vĩnh chặt vô việc làm. Làm thì phải thành công, mà tu cũng phải thành công chứ, đúng không? Đằng này lỡ chợ lỡ quên mà nửa làm nửa tu, cuối cùng không có cái nào chú tâm hết. Cái làm ăn mà thất bại của chúng ta là bởi thiếu chú tâm. Mà cái tu thất bại cũng bởi không trụ tâm được. Đúng không? Đúng không? Vì vậy làm cũng phải thành công việc làm, mà tu cũng phải thành công việc tu. Cái gì cũng vậy, khi ta làm ta tập trung hết vào việc làm và sáng trong việc làm đó, để tạo ra tiền của phước đức sự sống. Nhưng khi đã tu thì hãy quyết tâm tu. Là việc làm ơi, hãy tránh ra để tôi tu cho việc làm. Đúng không? Đúng không? Nó nhảy vô đó. Mình đi tu nó nhảy vô. Nãy chị có nhớ chị em nhắc cái chị chuyện đó đó chị. Chị còn nhớ không chị? Nó nhảy vô, nó nhắc mình. Nó nhắc mình cho mình bỏ tu, mình đi theo làm chuyện đó. Thua. Khi nó nhảy vô thì nhắc nó lại. Em à, giờ này là chị tu của em. Em để khi khác chị tính sổ với em. Nhớ không? Được không? Hả? Con này nhớ không? Chắp tay lại. Làm phải thành công việc làm. Làm cho ra việc làm. Tu cho ra việc tu. Thì mới thành công hai mặt. Rõ không? Đằng này đi làm thì nhớ tu, mà đi tu thì nhớ làm. Đồng ý không? Mà có bị không? Ừ. Thành ra sau đó đó, chúng ta lắc bài gì? Chúng ta hạ quyết tâm công việc của mình. Đầu đó nghiêm túc nề nếp. Thành ra tất cả hành giả chúng ta phải giữ một bí quyết quan trọng là nghiêm túc nề nếp sự sống của mình. Làm phải cho ra làm để tạo ra tiền của, mà tu phải cho ra tu để tạo ra cái vốn liếng trí huệ. Và tiền của là phước đức, trí huệ là công đức. Mà mỗi ngày chúng ta phải đầy đủ phước đức và trí huệ, chúng ta mới bình yên được. Phước đức nuôi thân, trí huệ nuôi tâm. Đó là như vậy. Vì là như vậy nên cái giai đoạn nhân gian tịnh độ của chúng ta là cấp thấp. Mà cấp thấp là chúng ta dịnh vô đây.
Ta vịnh vô đây để bắt đầu là gì? Ta vịnh vô đây để làm gì? Để ta thành tựu thói quen công phu. Tu riết rồi có cái đồng hồ báo thức công phu. Đúng giờ thì cái đồng hồ đó nhắc mình: chị à, tới giờ công phu rồi. Chắp tay đọc: đã đến giờ công phu. Đây là món ăn tinh thần quý nhất đời ta, làm giàu trí tuệ đời ta, thành tựu cái tài sản đem theo được để có vốn liếng về Tây Phương, mau khỏe mới vui. Còn làm cho lắm giữa đời này, nó nhỏ tấm cũng vậy thôi. Như vậy là chúng ta tạo tầng làm cho lắm trong xã hội cuộc đời bây giờ. Đây là tài sản thế gian không đem theo được. Còn hôm nay chúng ta phải tu để tìm, để tạo ra cái tài sản sức thế gian đem theo được. Mà tài sản này là giàu cái trí huệ. Mà có trí huệ là không phiền não, mà không phiền não thì có trí huệ. Chắp tay đọc đi: có trí huệ không phiền não, có phiền não không trí huệ. Nhớ không? Bữa nào là phiền não rồi. Chị ơi, mắt huệ chị mù rồi. Câu này đồng ý không? Hả? Bữa nào mà bị phiền não nó chi phối là mắt huệ mình mù rồi. Mắt huệ mình mù rồi thì mình sống với nghiệp chướng và cảm tính. Để rồi mệt mỏi ghê gớm lắm. Khó chịu và khó thương lắm luôn. Vì vậy bây giờ sau này điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại để là chúng ta phải làm sao thành tựu cái sự nghiệp trí huệ. Đây là tài sản đem theo được. Chấp tay đọc: có trí huệ hiện đời an lạc, cuối đời vãng sanh. Chịu không? Vì vậy bây giờ chúng ta lo. Lo là gì? Ngủ dậy thì phân ra hai điều: làm cho ra làm, mà tu cho ra tu. Câu này đồng ý không? Hả? Đồng ý không? Làm cho ra làm, mà tu cho ra tu. Làm cũng thành công việc làm, mà tu cũng thành công việc tu. Để thành tựu cái gì quý vị biết không? Chấp tay lại đọc: một chân con đi tới là phước đức tiền của. Một chân con đi tới là trí huệ không phiền não. Phước huệ song tu là tài sản đem theo được mãi mãi trong đời con. Người đời có thể lấy tiền con được, nhưng họ không lấy phước đức con được. Phước đức của chúng ta luôn theo sát bên mình như hình dấu bóng, tạo thuận buồm xuôi gió cho cuộc sống của mình, phải không? Đúng không? Đúng không? Cho tràng pháo tay đi. Vì vậy giai đoạn một khi quý vị công phu là phải xác định một cái tánh kiên, một tánh kiên quyết để công phu.
Mà khi kiên quyết công phu thì chúng ta phải chiến thắng nội tâm của chúng ta. Mà chiến thắng nội tâm của chúng ta là làm cho ra làm, mà tu phải cho ra tu, chứ không được sa bồ sa bồ. Chỗ này biết nhược điểm nằm của mình chưa? Rõ không? Cái chỗ đó đó, chính cái chỗ đó nhiều khi chúng ta không nhận ra, không nhận ra được. Để rồi không khéo trong tương lai chúng ta vẫn ham tu mà thành cái bánh tráng sượng. Biết bánh tráng sượng không? Hả? Bánh sáng nướng chay á, biết không? Mà bánh sáng nướng chay rồi mà đem nướng lại ăn được không? Được không? Vất vả lắm á. Nếu quý vị không kiên định lập trường tu của quý vị, sau này quý vị điều chỉnh lại vất vả ghê lắm. Tại vì đang gì muốn tu thì kiện đầu nó nhảy vô à. Rồi làm chuyện đời thì chuyện tu nó cũng nhảy vô. Cuối cùng khó ghê, khó xử lắm. Không cái nào ra cái nào hết á. Cái nào cũng ba phải hết, phải không? Phải không? Đồng ý chưa? Thành ra phải chiến thắng cái tâm mình trước, thành tựu một lập trường vững chắc đôi mình trước, xong rồi bắt đầu là hạ quyết tâm công phu. Mà thưa quý vị, Phật dạy rồi, nếu một thời công phu mà không bị phân tâm thì có nhập tâm không? Một tiếng công phu mà không phân tâm có nhập tâm không? Mà có nhập tâm thì có nhất tâm không? Mà có nhất tâm bất loạn thì bất tức đắc vãng sanh không? Đúng không? Đúng không? Chấp tay tu nè. Bây giờ quyết tâm một ngày tu vãng sanh. Còn các ngày khác, các giờ khác, cứ lo làm ăn. Đúng không? Nếu tu cho ra tu thì hai tiếng công phu là hai tiếng vãng sanh. Nó từ từ tăng lên. Tại vì nếu hạ quyết tâm tu cho ra tu rồi thì chúng ta đạt thói quen công phu. Chúng ta đạt được, được gì? Được nhập tâm và được nhất tâm. Mà khi niệm Phật nhất tâm danh hiệu Phật hai tiếng đồng hồ ngự trị trong cái đầu của mình mạnh mẽ thì cái đầu mình có ấm không? Phiền não có xâm phạm được không? Chấp tay lại lúc này, dù có bị mắng vẫn A Di Đà Phật. Đúng không? Bây giờ tập cho có thói quen như vậy đi, có thói quen, có nỗ lực như vậy. Khi mà phiền não tấn công tới và chắp tay ngó, con mắt mở, con mắt bự ngó, rồi bắt đầu A Di Đà Phật. Được không? Được không? Khỏe liền, mặt tươi rói, không có chầm dầm liền. Đúng không? Còn nếu không chầm dầm nhiều hơn tươi rói. Khuyên lý ghê lắm. Đó, đó, đó là những cái quan trọng của tịnh độ. Rồi, rồi bắt đầu là thầy dành cho chúng ta, dành cho chúng ta một năm, hai năm sống như vậy. Sống như vậy để có thói quen công phu. Từ cái thói quen công phu đó, nó thành tựu cái đạo lực công phu. Mà khi đạo lực công phu có rồi thì phiền não nó sẽ tan mất lần lần.
chắp tay đọc nè. Ví dụ trăm đắng ngàn cái, một câu niệm Phật tan ngay cấp kỳ. Một câu niệm Phật hết phiền não. Một câu phiền não, một câu niệm Phật mặt dễ thương. Một câu niệm Phật. Biết không, tu phải đạt tới cái chỗ đó, để một câu niệm Phật xong là cười hề hề liền. Mà nụ cười quan hỷ thì mặt trẻ hoài hoài, còn nếu không thì cái mặt nó bánh bao chiều nhiều lắm. Thành ra chúng ta quyết định cuộc đời ta thì chúng ta phải lo cho con đường tu an lành cho chúng ta. Vì vậy thì khi mà có thói quen công phu rồi thì chúng ta tăng trưởng đạo lực tu tập. Và hành giả tịnh độ chúng ta phải nắm vững năm cái câu quan trọng. Chắp tay đọc. Thành tâm niệm Phật, trọn đời niệm Phật, Phật lực gia trì, hiện đời an lạc, đức bóng giảng sanh. Chịu không? Bây giờ mình chưa đức bóng đúng không? Phải không? Mình chưa đức bóng thì sống câu thứ tư là hiện đời an lạc. Nhớ rằng tịnh độ chúng ta không phải tu chờ chết, mà để tịnh độ chúng ta vẫn lo tu, vẫn lo tu, tu mãi mãi. Tu để gì? Có tu là có phước huệ, có tu là có an lạc. Chừng nào hết duyên sống nó muốn chết thì giảng sanh. Như vậy lúc nào cũng có thế thủ giảng sanh rồi. Vì vậy là giai đoạn cần thiết của chúng ta tạo thành một thói quen công phu. Và có cái thói quen công phu rồi thì chúng ta nâng cấp lên. Nâng cấp lên bằng cách nào biết không? Nâng cấp lên bằng thuần thục công phu. Thí dụ cho một thời gian từ đây tới 7 năm trời phải cố gắng làm sao thuần thục cái công phu. Mà thuần thục cái công phu nghĩa là sao? Nghĩa là cái câu niệm Phật ở trong đầu của con á, chắp tay đi. Câu chập đọc theo, câu niệm Phật trong đầu con nhẹ nhàng, gọn gàng, thông suốt. Cảm xúc, tỉnh thức, tuôn trào. Đó là những cái quan trọng trong cái câu niệm Phật trong đầu mình. Tu làm sao cái tiếng, cái câu niệm Phật trong đầu mình không có nặng nề. Có lúc quý vị thấy cái câu niệm Phật trong đầu mình nặng nề phải không? Đúng không? Mà nếu nặng nề có thông chưa? Thành ra cái tiếng niệm Phật trong đầu quý vị phải nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng chưa đủ, phải gọn gàng. Cũng như đồ đạc mình sắp xếp gọn gàng ngăn nắp hết thì câu niệm Phật gọn gàng. Gọn gàng rồi sao? Phải thông suốt, phải trôi chảy. Để ta chủ động cái câu niệm Phật trong đầu mình chứ. Và cuối cùng cái câu niệm Phật trong đầu mình phải có một cái lực, một cái sức mạnh Phật hiệu, để làm bao nhiêu phiền não hiện ra danh hiệu Phật giải quyết hết. Và từ đó mới có sự cảm xúc. Cảm xúc là sao?
cảm xúc là con đón nhận được cái năng lượng gia trì của Phật. Con đón nhận được cái năng lượng từ trường khí thanh của võ trụ đất trời. Con đón nhận được cái năng lượng thanh tịnh của lòng mình, tạo thành một cảm ứng đạo giao thông cái tâm của mình cùng với Phật A-di-đà. Để rồi khi tu mà có cảm ứng đạo giao, khi tu mà có cảm xúc giữa tâm của chúng ta với Phật rồi, thì ta có an lạc không? Khỏe không? Cái đó là hiệu quả trong đời tu đó. Hiệu quả trong đời tu đó. Đó là một sự cảm xúc. Đó là như vậy đó. Rồi từ cái đó tâm của chúng ta thanh tịnh lần lần, thanh tịnh lần lần. Và khi đã thanh tịnh lần lần rồi thì bắt đầu chúng ta chuyển lên một đắc thang tâm linh tu tập thứ hai. Hồi nãy là tu tập thứ nhất. Tu tập thứ nhất là tạo cho mình một cái thói quen công phu, giải bớt phần nghiệp đi, giải bớt phần nghiệp, giải bớt phần phiền não. Nhưng mà giải bớt phần phiền não, giải bớt phần nghiệp là xong chưa? Chưa xong. Chưa xong, chúng ta bắt đầu đi vào cái vấn đề hai là vào ngưỡng cửa của Phật giáo. Chắp tay lại đọc: Đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo tỉnh thức, hành giả niệm Phật phải tỉnh thức niệm Phật, phải sáng suốt niệm Phật, phải có chánh niệm khi niệm Phật, phải chủ động khi niệm Phật, phải kiểm soát toàn bộ tâm mình khi niệm Phật. Và tu như vậy thành công không? Rõ không? Tu được như vậy thì chúng ta là gì? Thưa quý vị, danh hiệu Phật ta hai mặt được. Bàn tay mình mấy mặt? Hai mặt. Mặt tướng, mặt tánh, mặt trắng, mặt đen. Mà hai mặt này có tách rời được không? Không tách rời được. Thì cái danh hiệu Phật giai đoạn 1 mình chưa có huệ, mình tu một mặt thôi. Mình chưa có huệ thì vĩnh chặt vô cái gì? Vĩnh chặt vô danh hiệu Phật A-di-đà để giải quyết nghiệp trước. Nhưng mà tu tới một giai đoạn khá hơn rồi thì chúng ta kiến Phật ngộ vô sanh. Để chúng ta tu trọn vẹn danh hiệu Phật. Mà trọn vẹn danh hiệu Phật là hai mặt, tánh và tướng. Tướng là Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Tướng là trì danh niệm Phật, phải không? Phải không? Còn tánh nằm ở đâu? Quý vị có tánh không? Quý vị có biết không? Chắp tay lại: Tánh của con là cái tâm biết của con. Niệm Phật dùng cái tâm biết quyện chặt vào Phật hiệu để có tánh tướng dung hội. Và hiệu quả đời tu rõ hơn. Như vậy tánh của mình là cái gì? Tánh của mình là cái tâm không. Cái liễu liễu thường tri có thường biết rõ ràng. Và dùng cái tánh đó, dùng cái tâm biết của mình. Mà cái tâm biết của mình đó là gì quý vị biết không?
chắp tay đọc cái rõ liền á. Con người thật của tôi là A Di Đà Phật. Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là tự tánh thanh tịnh của đời tôi. Như vậy tánh của tôi vốn có sẵn, dùng tánh, dùng tâm quyển chặt Phật hiệu, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, tâm và Phật hòa quyện thành khối, không để đời dụ dỗ, khỏe hơn. Đúng không? Đúng không? Bây giờ mình tu là gì? Danh hiệu Phật ở đây, còn cái tánh ở đây, cái tâm ở đây, nhưng mà tâm ở đây vừa dính ở đây cái bị đời dụ dỗ, tâm dính qua kia. Đúng không? Hả? Phải không? Thành ra tu làm sao không để đời dụ dỗ, gọi là quên Phật luôn. Đó. Thành ra là đây là tánh, mà tánh của mình là tâm thật của mình, mà tâm thật của mình, tâm thì không rời Phật hiểu, mà Phật hiểu không rời tâm. Và sau này khi mà con tu rồi, con rõ, nhận rõ cái Phật hiệu, mà nhận rõ luôn cái tâm mình luôn. Mà tâm mình là cái gì? Tâm mình là cái biết của mình. Khi quý vị niệm Phật, quý vị có biết mình niệm Phật không? Có biết không? Như vậy cái biết đó của ai? Của mình. Như vậy mà khi niệm Phật là tỉnh thức là cái biết, và niệm Phật là cái danh hiệu. Để rồi tỉnh thức là gì? Là tâm tỉnh thức biết rõ Phật hiệu, và tâm quyện chặt vào Phật hiệu để không bị đời dụ dỗ, không khổ giữa cuộc đời này. Rõ không? Đúng không? Rõ không? Thành ra phải hạ quyết tâm tu như vậy là bực trung, là đi vào trung căn tịnh độ. Đi vào trung căn tịnh độ là niệm, là tỉnh thức niệm Phật. Để rồi tôi niệm Phật, hành giả niệm Phật đều kiểm soát tỉnh thức một cách rõ ràng, gọi là chắp tay là để tỉnh thức niệm Phật, sáng suốt niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật, tâm quyện chặt vào Phật hiệu hòa quyện thành khối, lòng con thanh tịnh. Rõ không? Mà nếu tu được như vậy, quý vị thấy con người mình khỏe không? Và đường hướng tu mình nó rõ ràng không? Thành ra tu tịnh độ không có lờ mờ, không có ảo tưởng, không có ảo giác. Mà chúng ta phải chủ động đời tu của chính mình một cách rõ ràng, và quyết tâm tu một cách rõ ràng luôn. Đó là như vậy. Và được như vậy, đây là người có trí vào cửa tịnh độ bằng trung căn. Mà nếu vào trung căn rồi, một là danh hiệu Phật, hai là tự tánh Phật hòa quyện với nhau rồi, thì ta phá nghiệp dễ không? Phá nghiệp rất dễ. Lúc nào cũng có huệ so sáng đấy, và lúc nào cũng nguyện chặt thẳng vô Phật hiệu. Để rồi tâm không rời Phật hiệu, Phật hiệu không rời tâm. Tâm và Phật hiệu hòa quyện chặt chẽ thành khối, để đi thẳng vào niệm Phật tâm muội. Mà khi đi thẳng vào niệm Phật tâm muội rồi, thì chúng ta thành bậc chân tu rồi đó.
để rồi đi đứng nằm ngồi mọi sinh hoạt trong cuộc sống của mình ta thanh thản, ta hồn nhiên, và ta dành cả cuộc đời của chúng ta để tu thôi. Mà người thấp nhất, yếu nhất, xin cho thầy khuyên một lời quan trọng. Chắp tay đọc tiếp. Muốn thành công đời tu kiếp này, hãy cố gắng thành tựu bất niệm tự niệm, không dụng công. Mà trong đầu của chúng ta luôn có Phật Di Đà tương tục niệm mãi, sống an lạc, chết giảng sanh. Thành ra mà khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta cố gắng làm sao trong đời này của chúng ta dành trọn 3 năm, dành trọn 5 năm cố gắng thành tựu bất niệm tự niệm. Khi mà thành tựu bất niệm tự niệm thì trong cái bất niệm tự niệm có 3 giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Giai đoạn đầu là trong đầu con có Phật mà lúc có lúc không. Ở trong đạo tràng có người có rồi đó. Là giai đoạn đầu á, là con niệm quen rồi, cũng giống như là gì? Giống như cái lu nước đổ vô, đổ vô, đổ vô, đổ riết nó đầy. Nó đầy chưa xong đâu. Nó đầy rồi, đổ vô, đổ vô, đổ vô cho nó tràn ra luôn. Khi nó tràn ra đó là dấu hiệu của bất niệm tự niệm. Là trong tâm của chúng ta tích lũy danh hiệu Phật đầy rồi thì bây giờ nó tràn ra cái lỗ tai. Và chỉ cần trụ cái tâm vô lỗ tai thì trong lỗ tai có A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và chúng ta chỉ có nhiệm vụ là lắng nghe tiếng niệm Phật từ tâm của mình, từ giọt nước tràn lưu của lòng mình rõ không? Thì khi mà đã có cái tình trạng đó rồi thì mừng được một chút rồi, là công phu đã có vốn liếng rồi đó. Tiếp tục, chấp tay là tiếp tục tâm niệm lắng nghe, tâm hỏng niệm niệm mồi. Biết niệm mồi không? Hả? Cái máy nó không chạy, xe đạp không chạy, dù đạp kia cũng như là đạp, xe đạp có chớm rồi thì nó không đạp, nó vẫn chạy. Mà nó không chạy thì làm sao? Thì đạp mồi. Biết đạp mồi không? Niệm mồi. Niệm mồi là khi mà cái tiếng niệm trong lòng mình nó bích ra đó thì niệm cứ tiếp tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì bắt đầu xuyên thủng cái đó nữa. Nó dở cái màng mỏng cái nó trào ra cho mình niệm tiếp. Rõ không? Rõ không? Như vậy trong giai đoạn 1 mà quý vị niệm Phật được 5 năm là người nào cũng có tình trạng này. Mà khi có tình trạng này thì chúng ta biết rằng tiếng niệm Phật trong lòng của mình lúc có lúc lúc không. Vì lúc có lúc không nên chưa an tâm được. Thì chưa an tâm được thì biết đó là dấu hiệu căn lành đã có rồi thì phải thừa thắng xông lên, là phải dụng công cho tốt, là tiếp tục niệm mồi. Tiếp tục niệm mồi là khi tâm không niệm thì tôi niệm,
Mà khi tâm đã niệm thì tôi nghe rõ hơn. Rõ hơn. Chắp tay lại. Khi tâm không niệm thì hành giả niệm mọi. Khi tâm đã khởi niệm thì hành giả lắng nghe rõ hơn. Và cứ như vậy mà xào qua xào lợi, xào qua xào lợi suốt đi. Mà cứ như vậy lo tu cho tốt đi. Dành cho thầy khoảng 3 năm tu cái giai đoạn này đi. Giai đoạn này cho cái tâm mình nó thuần thục. Nó thuần thục, nó chín mùi. Nó chín mùi rồi thì nó đạt được cái tỷ lệ phần trăm cao hơn. Rồi sau đó cứ vậy mà công phu. Công phu cho tốt. Để đạt đến bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Mà bất niệm tự niệm nghĩa là gì? Nghĩa là không có dụng công nữa, mà trong tâm của chúng ta lúc nào cũng có Phật A-di-đà. Đúng không? Đúng không? Nếu trong lòng của chúng ta lúc nào cũng có Phật A-di-đà thì an tâm không? Vì chỗ nào có Phật Di Đà, chỗ đó có vô lượng thọ. Chỗ đó có Phật Di Đà, chỗ đó có vô lượng quang. Chỗ nào có Phật Di Đà, chỗ đó có vô lượng công đức. Chỗ nào có Phật A Di Đà, chỗ đó sống đầy phước đức. Và trong đầu của mình luôn cái danh hiệu Phật được ngự trị thì ấm không? Mà đầu lúc nào cũng ấm thì phiền não có không? Và nếu lỡ chết đi thì có vãng sanh không? Rõ không? Đó là những cái quan trọng đó. Những cái quan trọng. Đó là như vậy. Rồi từ cái bất niệm chủ niệm chưa xong. Vì nếu ở ngay cái bất niệm tự niệm mà có vãng sanh thì vãng sanh hạ phẩm thôi. Mà thưa quý vị, giảng sanh hạ phẩm thì ở đâu? Ở Trung Quốc hay là ở biên địa? Hả? Ở biên địa. Biên địa có gặp Phật được không? Không. Thâm thẳm chiều trôi đó nha. Thành ra đạt được cánh cửa một, tiếp tục đạt được cánh cửa hai. Mà đạt cánh cửa hai thì bắt đầu chúng ta đi vào cái công phu tốt hơn, đạt đến nhất tâm, bất loạn niệm Phật tam muội. Chắp tay đọc lại. Niệm Phật được tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh, nhất tâm Phật hiện tiền, tam muội sự thành tựu. Câu này của Hòa Thượng Trí Tịnh. Thành ra khi đạt đến bất niệm tự niệm rồi thì chúng ta chưa dừng lại, chúng ta phải lên một nấc thang nữa, đúng với cái câu trong Kinh Di Đà. Đọc lại Kinh Di Đà. Nhược nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Câu này có đọc ra chưa? Đó. Như vậy làm sao cố gắng? Mà nếu có vãng sanh thì vãng sanh trung phẩm. Mà vãng sanh trung phẩm thì ngang tương ưng cùng gì? Cùng hiền thánh. Mà tương ưng cùng hiền thánh thì vãng sanh gì? Gọi là vãng sanh phương tiện hữu dư tịnh độ. Và chỗ này chúng ta thành thanh văn, chúng ta thành bậc chân tu, chúng ta phá hết phiền não để chúng ta vào cửa tịnh độ
gì? Vào cửa tịnh độ bằng định lực thanh tịnh của chính mình, một cách rất là an lạc và hay hơn. Đó là như vậy đó. Rồi từ cái cánh cửa tịnh độ số 2 là bậc trung căn, mà thầy mong rằng từ cả tăng ni và Phật tử chúng ta đạt được trung căn tịnh độ là quá tuyệt. Chỉ đạt được trung căn tịnh độ là chúng ta đã tỉnh thức niệm Phật, chúng ta đã chân thật niệm Phật, chúng ta thành bậc chân tu rồi. Và bí quyết quan trọng không thể quên, đây là bí quyết quan trọng không thể quên, là gì biết không? Chắp tay đọc nè: hành giả tịnh độ phải nhận ra giá trị của danh hiệu Phật, quý trọng danh hiệu Phật hơn quý trọng con mắt của mình luôn. Chính danh hiệu Phật quyết định thành công đời tu của mình cho tới ngày giảng sanh, cho tới khi thành Phật. Chỉ có danh hiệu Phật này mà thôi, đúng không? Thành ra là cái gì hành giả tịnh độ là phải quý trọng danh hiệu Phật, phải nhận định danh hiệu Phật là giá trị quý nhất trong đời con. Khi nghe được cái tiếng niệm Phật là mình rợn gốc gì cảm xúc. Khi nghe được danh hiệu Phật, lòng con thanh tịnh. Khi thấy được danh hiệu Phật thì lòng tôn kính vô biên, lòng con nó trào ra. Chỉ cần người niệm Phật thôi mà lòng mình đã thanh tịnh. Chỉ cần thấy danh hiệu Phật, thấy hình ảnh Phật thôi là an lạc vô cùng, hạnh phúc vô cùng, không có gì diễn tả được trong đời sống của mình. Như vậy cái bí quyết để thành công trong đời tu của quý vị là mỗi hành giả tịnh độ đừng xem thường danh hiệu Phật, mà phải trân báo đời con, giá trị lớn nhất trong đời con. Giai đoạn một là thuyền bè để giúp con qua sông, chỗ nương tựa bình an nhất trong cuộc đời của mình. Và đây là hồng danh vạn đức để quyết định cái công đức và phước báo trong cuộc đời của mình luôn. Người nào mà có danh hiệu Phật ngự trị trong đầu, người này không sợ đói nghèo, người này không sợ phiền não, và người này an lạc, chắc chắn tin tưởng rằng tương lai sẽ được vãng sanh tịnh độ. Rõ không? Thành ra là trang niệm Phật vãng sanh phải quý trọng cái danh hiệu Phật, không được xem thường. Nên tu luyện hằng ngày, tu luyện hằng giờ, rèn luyện làm sao cái thái độ của mình, cái lòng thành của mình khi tiếp xúc được danh hiệu Phật là phải có sự cảm xúc. Hồi nãy giờ nghe thầy giảng, quý vị có cảm xúc không? Năng lượng nội lực mạnh không? Hả? Có cái cảm xúc. Và chính những cái cảm xúc đó nó tạo thành định lực thanh tịnh trong tâm hồn của mình, mà đem đến cái niềm an lạc, bình an và tỉnh thức trong đời tu của mình. Đó là như vậy. Thành ra cái bí quyết của tịnh độ là khi quý vị nương vào danh hiệu Phật. Đây là chắp tay lại đọc theo đi: danh hiệu Phật là pháp tu giúp con thành công
cuối đời được vãng sanh. Đúng không? Danh hiệu Phật là pháp tu trong đời con, quyết định sự vãng sanh trong đời con luôn. Vì vậy giá trị của danh hiệu Phật lớn lao trong đời của chúng ta ghê lắm. Để rồi phải trân trọng, phải tôn kính, thậm chí phải quỳ lại luôn. Sống làm sao khi tiếp xúc được danh hiệu Phật thì trái tim con có cảm xúc và lòng chúng ta được thanh tịnh. Và ở cái nấc thang này tu cho thầy 3 năm 5 năm đi, để tạo sự an lạc của chúng ta. Và khi tu được điều này rồi, tất cả thị phi đối chối của cuộc đời gọi là mô Phật hết. Mừng giận buồn vui thương ghét của cuộc đời con chấp tay lại A Di Đà Phật. Quý nhất đời con là A Di Đà Phật, không có gì quý nhất đời con A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật ngự trị trong đầu con rõ rõ rành rành và hiện hữu mãi mãi trong cuộc sống của chúng ta rồi. Và tu được như vậy thành công không? Thành công. Đó là trung căn à. Còn thượng căn khác nữa. Thượng căn khác nữa. Cái trung căn giúp ta còn một điều quan trọng nữa, để thầy mở luôn cho quý vị thấy. Chắp tay đã đặt theo nè. Sống giữa cuộc đời, con sống bằng phàm tâm, mắt thịt con mở, mắt quệ con nhắm rồi. Giờ mắt quệ mình mở, không có mắt quệ mình nhắm. Mắt thịt con nó mở bự nè, nhưng mà có mắt quệ của mình sao? Nó đâu có mở đâu. Mà nếu đệ tử Phật mắt quệ không mở thì sao? Thì mệt mỏi lắm. Thành ra bây giờ phải mở mắt quệ mình ra. Mở bằng cách nào biết không? Chấp tài nương tựa lời Phật dạy, thấm nhuần lời Phật dạy, tu tập lời Phật dạy, để mở mắt quệ mình ra. Đúng không? Một ngày không nghe pháp là một ngày mắt nhắm. Đúng không? Mà nếu thường xuyên nghe pháp thì mắt quệ nó hé lần lần, nó mở lần lần, nó to lần lần. Đúng không? Đúng không? Mà nó to lần lần thì bắt đầu con dùng mắt quệ con nhìn đời, dùng con mắt pháp Phật nhìn đời, dùng con mắt quệ nhìn đời, nương pháp Phật mà mở mắt quệ mình ra. Mở mắt quệ mình ra là chưa xong rồi, mới mở có một con hả, thành chột mắt rồi. Nhưng mà chột mắt còn đỡ hơn nhắm mắt. Thì tiếp tục thừa thắng xong lên công phu cho thuần thuộc nữa, mở mắt ra nữa. Thành ra hai mắt quệ mở luôn. Lúc này nhìn toàn diện cuộc sống. Để rồi không còn nghi, nghi cái gì nữa hết đó. Hết nghi rồi, giải nghi rồi, lòng thanh thản rồi, khỏe rồi.
Và nếu mắt thịt mở mà mắt quê mở nữa thì đời sống quý vị sao? Quá hay đúng không? Thành ra chính cái danh hiệu Phật, nỗ lực tu hành nương tựa cái pháp tu này để mở mắt quê của mình ra. Và mở mắt quê của mình ra để rồi tiếp tục công phu cho thuần thục lên để mắt mình nó sáng ra. Sáng ra. Và từ đó quý vị là gì? Chấp tái lại, người có mắt quệ, mừng giận buồn vui thương ghét, đôi trói hơn thua cuộc đời, chỉ biết chấp tay mô Phật. Đúng không? Đúng không? Người có quệ có hơn thua dài không? Bạc chân tôi có hơn thua dài không? Hơn thua là chuyện của anh, phiền não là chuyện của anh, tự ngã là chuyện của anh, còn của tôi mô Phật à? Vậy thôi. Còn sao cũng mô Phật được hết đó. Ai hiểu sao hiểu, không hiểu thôi. Miễn là lòng tôi an lạc là đủ rồi. Được không? Đó là hạng trung căn. Bây giờ tới thượng căn đây. Thượng căn đến với tịnh độ bằng tu chân lý đại thừa. Mà thượng căn đến với tịnh độ thì tu duy nhất pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Mà pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là người chân thật vốn sẵn có trong cuộc đời của mình. Lúc nào A-di-đà Phật cũng có. Mà mắt quệ con có mở ra để thấy hay không? Tại sử dụng cái mắt, mắt thịt, sử dụng cái tâm phàm, đời nào thấy Phật, đời nào thấy được thế giới cực lạc. Chấp tay đọc nữa. Muốn thấy như Phật, muốn thấy thế giới cực lạc, hãy dùng trực giác tâm linh. Chỉ có trực giác tâm linh, con đường trung đạo không vướng kẹt nhị biên, không vướng kẹt có không, không vướng kẹt tốt xấu. Mắt huệ mở ra, kiến Phật ngộ vô sanh, lòng con thanh thản. Rõ không? Sau đó bậc thượng căn họ tu huệ, họ tu định huệ, họ tu cho tự tánh Di Đà. Mà tự tánh Di Đà là gì? Tự tánh Di Đà là vô lượng quang thọ. Vô lượng thọ là tâm trong trắng của mình. Vô lượng quang là tâm giác biết của mình. Để rồi sống với tâm, tâm gì? Sống với vô lượng quang thọ là sống với tự tánh thanh tịnh xưa nay vốn sẵn có của mình. Lòng thanh tịnh ai cũng có, Phật lòng người ai cũng có. Không nhận ra được là bởi nghiệp, không nhận ra được là bởi phiền não, không nhận ra được bởi mình dính kẹt phàm tâm. Để rồi chắp tay đọc câu này đi. Tâm không dính mắt là A-di-đà-phật. Đúng không? Đúng không? Mình có cái tâm không dính mắt, mà tâm không dính mắt là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Tâm đó xưa nay không dính mắt, tâm đó xưa nay vốn sẵn có. Rõ ràng tự tánh vốn thanh tịnh, rõ ràng tự tánh vốn tự đầy đủ, rõ ràng tự tánh vốn hay sanh vốn pháp.
tu làm sao mà tâm không dính mắc kiện thị phi cuộc đời nữa. Lúc nào cũng an trú nơi trực giác thanh tịnh của lòng mình, nhớ rằng có trực giác mới có cực lạc. Chắp tay đọc nè, câu quan trọng lắm nha. Có trực giác, có cực lạc, không trực giác, có cực khổ, cực khổ, cực lạc, cách nhau đường tư kẻ tóc. Rõ hơn. Thí dụ anh đó đến chỉ vô mặt mình, nói mình đồ ngu, mình chắp tay lại A Di Đà Phật, đừng dính mắt chị ơi, thì có A Di Đà Phật không? Có không? Dạ có. Như vậy là A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật tự tánh chân thật của mình là chỗ không dính mắt mình thôi, không có gì khó. Tu ra cái chỗ đừng dính mắt. Bây giờ đọc câu kinh Kim Cang cho vui nha. Chắp tay lại: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ, tâm không trụ là tâm chân thật của chị đó. Rõ không? Đọc lại nè: tâm không trụ là tâm A Di Đà Phật chân thật của tôi. Rõ không? Bây giờ là tất cả trong cuộc đời có mắt, có thấy, có tai nghe hết, mà tâm không trụ đi, mà tâm không trụ là tâm không dính mắt. Mà tâm không dính mắt có phiền não không? Mà tâm không dính mắt có phải là tâm sạch sẽ không? Mà tâm sạch sẽ tâm đó có sáng sủa không? Như vậy tâm sạch sẽ và sáng sủa là tâm A-di-đà-phật của con. Đúng không? Tóm lược lại, tịnh độ hòa nhập ba căn cơ. Căn cơ một là nhân gian tịnh độ, tu theo tục đế, tu theo thế gian, tu theo nhị biên, tu theo có không. Để rồi khi bước vào cánh cửa tịnh độ, mình là người phàm tâm thì mình lấy lòng tin bước vào và dịnh vô năm cái có để tiến vào và giải bớt một phần nghiệp chướng và phiền não trong cuộc sống của mình. Và khi giải quyết xong rồi thì không được dừng lại, tại vì trong cuộc đời của anh chị không tiến thì lùi à, chứ không cho dừng lại. Thành ra là phải nâng cấp lên sự sống, phải giật dậy trong đời tu của mình là phải bước lên trung căn tịnh độ. Mà trung căn tịnh độ là nương pháp mà tu, trung căn tịnh độ là mở mắt huệ ra mà tu, trung căn tịnh độ là tỉnh thức niệm Phật mà tu. Như vậy tịnh độ cũng nằm trong 10 tâm phái của Đại Thừa. Mà tất cả đạo Phật từ Tiểu Thừa qua Đại Thừa, từ pháp tu nào cũng phải tỉnh thức hết đó. Thành ra con Phật lấy tỉnh thức làm trọng, và nương cái tỉnh thức đó mà tu pháp gì thì cứ tu, mà để không sai lầm. Vì vậy mà khi chúng ta làm tất cả mọi chuyện gì trong cái sự sống dù đời hay đạo mà chúng ta sáng sủa là chúng ta không bị thất bại. Như vậy tỉnh thức niệm Phật là chất liệu quan trọng trong đời tu của chúng ta đó. Đó là nấc thang số 2. Và nấc thang số 3 để con tiến vào nữa là gì? Tịnh độ cái hai mặt. Thì giai đoạn 1 thì chỉ tu một mặt danh hiệu Phật thôi. Giai đoạn 2 là tu luôn hai mặt, tức là cả tánh mà lẫn tướng luôn.
Giai đoạn 3 là đạt ý quên lời. Đạt ý bình quên lời là sao? Đạt lý bình lời là thấu suốt tự tánh, an trú nơi tự tánh, an trú nơi tự tánh chân không. Vì Phật là tánh không, mà tánh không là chư Phật. Để an trú vào tánh không đó, để rồi là chúng ta an trú vào đó, để tất cả những cái vướng kẹt về những hình tướng của cuộc sống nó rơi bớt lần lần hết. Để thể nhập cái gì? Để thể nhập vào tự tánh A-di-đà Phật, người chân thật vốn gẫn có của chúng ta. Và nương cái chỗ đó tu để tìm sự an lạc của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng Bạch Trên Hòa Thượng, chủ trì Tịnh Viện Pháp Thường. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý, hội đủ nhân duyên lành, đạo tràng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng con được thượng tọa hướng dẫn về đây, cũng như hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Và giờ đây, sau thời Pháp Thoại, hàng Phật tử chúng con cũng hiểu rõ nhiều hơn về cái pháp môn niệm Phật, về cách hành trì ở tại gia đình. Và giờ này đối trước Hòa Thượng, toàn thể đạo tràng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng con có chút ít tỉnh tài dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, ngưỡng mong trên Hòa Thượng từ bi hoan hỷ nạp thọ, để hàng Phật tử chúng con được gieo chút phước lành với tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chính thưa thầy trưởng đoàn cùng toàn thể chư Phật tử của đạo tràng Trang Niệm Phật Giảng Sanh Tây Phương, một duyên lành lớn ở giữa đạo tràng và Tịnh Viện Pháp Thường, giữa anh Hữu Danh và thầy có một cái cảm thông cùng cái pháp tu, cùng cái con đường làm đạo. Để rồi tới ngày lễ Vu Lan, dù đạo tràng có bận rộn Phật sự của tổ chức mình, nhưng mà cũng ưu tiên dành cho Tịnh Viện Pháp Thường của thầy, và ta làm cho cái buổi Vu Lan ở đây được ấm áp, được sinh động, và có hơi ám tất cả những người tâm tu. Đây là điều quá là tốt, và đây là điều mà làm cho thầy có một cái hạ quyết tâm để thực hiện cái tâm phục vụ cho đạo pháp và con người. Thì giờ phút này là cả đoàn thanh tịnh trang nghiêm, sau khi đã nghe xong một thời pháp tịnh độ truyền cảm, giờ phút này thì cảm nhận rằng quý vị rất là thanh tịnh an lạc, và có nhựa sống nội tâm rất tốt. Thì bằng một cái tâm trang nghiêm tịnh độ này, để thực hiện tinh thần cúng dường tam bảo y như pháp này, để thành tựu phước huệ cho toàn thể quý vị, thành tựu phước huệ cho gia đình, mà thành tựu cái tâm hoài bảo cho củ quyền thất tổ được giảng sanh mùa Vu Lan. Và giờ phút trân trọng này, quý vị là tiếp tục cúng dường tam bảo. Thầy xin đại diện cái tam bảo nơi đây để nạp thọ sự cúng dường ý như pháp này. Và cả đời thầy khi cầm được đồng tiền trên tay đều phục vụ cho tam bảo hết, đều phục vụ cho
y báo và chánh báo trang nghiêm tịnh độ. Và mong mỏi rằng tất cả trong đạo tràng, người nào có cái duyên tu hiện tại và ngày mai, và hạ quyết tâm một đời cho xong bằng tinh thần tịnh độ, thì thầy cũng cố công xây dựng cái ngôi già lam nơi đây thành chỗ thượng duyên tu hành nhất, để sắp xếp từ lớp 1, 2, 3, 4, 5 tùy trình độ của mỗi người tu mà có một cái lớp tu cho nó phù hợp và hiệu quả trong đời tu, để cho lòng quý vị được an lạc. Và thầy chỉ nguyện đóng vai làm anh chèo đò đưa khách sang sông, chỉ mong khách đến bến bờ mình có nhiệm vụ tròn bản quyền đưa khách sang sông, để khách có an lạc là mình mãn nguyện được rồi. Hôm nay thầy nhận cái phần tịnh tài của quý vị và tấm lòng cúng dường tam bảo tốt đẹp của quý vị. Thầy cũng nguyện nhận những cái phẩm vật cúng dường trang nghiêm này và phục vụ cho cái công viện anh chèo đò đưa khách sang sông, để tròn tâm nguyện của mình và hồi hướng toàn bộ phước báo cho toàn thể quý vị trong mùa Vu Lan này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, trên chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ, cũng như nhận nạp phẩm vật cúng dường của hàng Phật tử, cũng nhân mùa Vu Lan, chúng con mừng kính chúc đến Hòa Thượng, mừng khánh tế Hòa Thượng cũng như toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni ở tại tịnh viện. Kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ luôn luôn là những người lái đò để đưa hàng Phật tử chúng con đến bờ giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý thầy cùng đại chúng hồi hướng. Quyền đem công hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Đây là tình đô là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi. Chúng lấy tâm không ràng buồn, tiêu giao tháng ngày. Đây là tình đô là đây. Mỉm cười chánh niệm.